vì Kappa đang giao hàng cho cụm công nghiệp Phong Phú. Ở đây rất ồn bởi vì những tiếng máy, tiếng gió của cửa quạt gió ở các cái phân xưởng làm nó kêu như là ong vỡ. Tuy nhiên ở đây mọi người vẫn làm, và hình ảnh các bạn đây đó là những cái chồng giấy cẩn tông đang được xếp ra để bàn giao cho cụm công nghiệp may Phong Phú. Đây là những cái thùng cẩn tông cỡ lớn để xuất hàng đi nước ngoài. Những cái giấy này thì công ty Phong Phú đặt nó theo có những cái quy chuẩn định lượng giấy phù hợp với việc đóng gói chở hàng đi xa, và cái số lượng hàng được đặt rất kỹ, và cái độ giấy cho những cái công ty bao bì may đó là bắt tông 7 lớp. Không, cái này có 5 lớp à? 5 lớp rồi anh. 5 lớp. Cái lớp này nó gặp lại đấy. Rồi, em ngờ 7 lớp. Cái này là cho hàng xuất khẩu hay là hàng... Xuất khẩu đi nước ngoài luôn. Đây này. Rồi. Nếu xuất khẩu là đóng từng container như thế này đi đúng không? Đúng rồi. Rồi, đóng xong là những cái thùng nó to như vậy à? Đúng rồi. Cái thùng này là to hơn. Hôm nay mình giao nhiều hàng không anh Tuấn? Số lượng này chắc khoảng 1.000 thùng. Hơn 1.000 thùng. Mỗi lần cái xe này là giao được hơn 1.000 thùng. Tùy không, cái giao cái số lượng mình giao cho nó, cái phòng bình thường cái số hàng này sẽ phải giao cái ngàn đấy. Nếu mà khách hàng yêu cầu nhiều hơn thì sẽ đi xe to hơn. Đúng rồi, tùy bên mình thì có mấy loại xe, ví dụ xe 2 tấn, 5 tấn, tùy được cái hàng, lượng hàng yêu cầu khách hàng ra như nào thì sắp xếp cái xe cho nó ra. Có nhiều khi được giao xe 5 tấn, không có lượng nhiều. Nhiều cái người ta một đưa đơn hàng một lần qua đó, rất nhiều cái mã hàng, nhưng có đơn hàng nào gấp thì mình triển khai trước. Ví dụ một tuần có thể được giao 2-3 lần. Mỗi lần nếu mà biết thì cũng phải là con xe 2 tấn, 2 tấn rưỡi này. Hôm nay là hơn 1.000 thùng như thế này là xe 2 tấn. Kiểm tra nó ngặt nghèo không anh? Ờ thì
Thực ra nói thì khi mà thỏa thuận hai bên thì nó có cái tiêu chuẩn rõ ràng rồi. Ví dụ giấy mấy lớp màu gì, in ấn như thế nào, thế này như thế nào. Thì lúc ra nhận hàng thì ca sét nó cũng hiểu như thế rồi. Về cơ bản cái hàng mình thì nó trước giờ cũng làm việc với nhau lâu rồi, chất lượng hai bên cũng tin tưởng với nhau rồi. Thì chỉ trường hợp số lượng dư hoặc có thiếu hụt do các vấn đề là mình rất thôi. Thông thường bao bì là người ta dùng cà tông 5 lớp. Cũng trong ngành may mặc thì đúng là nó chủ yếu là dùng 5 lớp và 7 lớp. Thì như cũng tùy như mình nói là tùy từ cái thị trường, cái những thị trường đi xuất khẩu đi xa mà nó và cái thị trường mà nó đòi hỏi cái tiêu chuẩn bắt buộc phải dùng giấy 7 lớp đi tiêu chuẩn đi Mỹ hoặc châu Âu. Thì bắt buộc bên dệt may là phải có cái giấy 7 lớp. Bởi sao vậy? Khi dùng giấy 7 lớp thì bạn biết rồi, nó cái giấy đổi giấy nó dày và cái độ tiếp ẩm nó sẽ hạn chế được cái tình tiết ẩm khi vận chuyển mình điều khiển và cái quãng đường đi rất xa, nó dài nhiều ngày khi di chuyển thì cái lượng hấp thụ nước hơi nước biển. Thường là nếu xuất khẩu bằng đường biển á mà đi xa thì là dùng 7 lớp, còn nếu mà làm ở trong nước tất nhiên đường xa và phụ thuộc vào cái đối tác nó yêu cầu như thế, bởi vì nó có như một số cái hàng mà nó có thương hiệu rất như quẩn tiêu chuẩn nó bao bì đóng gói nó có tiêu chuẩn. Có những cái hàng là phải tiêu chuẩn 7 lớp, có những cái mà cái nào cũng được thì nó có thể lấy 7 lớp hay lấy 5 lớp phụ thuộc cái thị trường đấy nhé. Thì chủ yếu như châu Âu với mấy cái hàng đó rồi. Thì thị trường châu Á thì nó cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn mình biết là sao bao giờ mình đáp ứng được về chống thấm chống ẩm chắc chắn là được. Thế thông thường khoảng bao lâu thì mình lại giao hàng cho công ty này? Như phong phú này thì mình vừa nói là một tuần mình giao là mỗi một tuần bình thường là cái 2-3 chuyến. Một tuần là 2-3 chuyến luôn. Hai ba chuyến mỗi chuyến một xe từ trên này là. Cứ một tuần giao 2 chuyến. 2 đến 3 chuyến. 2 đến 3 chuyến. Ừ. 3 chuyến mỗi xe là 1.000 thùng. 1.000 thùng. Đúng là hơn. Khoảng 1.200 không? Công ty Phong Phú này là cứ mỗi tuần mình giao 2 đến 3 chuyến, mỗi chuyến là 1.000 thùng trung bình như vậy đi. Là cứ một tuần là họ dùng đến 2 đến 3.000 thùng. 3.000, một tháng là có hơn 10.000. Đấy, hơn 10 đến 12.000 thùng. Thế nên cũng là một trong những đối tác làm lớn của mình. Đấy, càng lớn công thức. Mình cũng cung cấp những cái đối tác này cũng được. Mình tốt đấy chứ. Tập đoàn cứ mỗi một chồng như vậy là bao nhiêu thùng ấy? Chồng như năm thùng một đi. Năm thùng một. Tùy cái lớp, ví dụ hàng nhỏ thì mình chất được nhiều lớp, còn hàng lớn thì nó như này là 5 thùng 1. Đúng rồi, cái sắt cột thì sẽ là 5 thùng. Dạ. Rất là dễ đếm, hai nó rất. Ngoài công ty Phong Phú mình này thì còn có những cái đối tác khách hàng nào mà nhiều khách hàng lớn như vậy? Nó chủ yếu là hai cái mảng chính là vào dệt may và gỗ. Bao bì, có cung cấp ăn cường. Ăn cường rồi. Thì có ăn cường là công ty An Pha, công ty Đăng Minh, công ty Võ Hiền Long. Những công ty lớn, những công ty ngân hàng đều là nhiều. Hôm nào có điều kiện đi mấy công ty đó? Thì nói chung là từ giờ khách hàng như vừa rồi như An Pha nó xuống một lúc là tháng vừa rồi nó xuống 5 đơn hàng, nhưng mà kế hoạch của nó thì nó có đưa cho mình trước cái kế hoạch, nhưng mà hàng người ta cần phải báo cho mình trước là cần giao mình nha. Bởi vì khi người ta cũng có kế hoạch trước rồi,
nhận hàng về là người ta đóng là khách hàng luôn, nhưng kho vật tư người ta cũng hạn chế, người ta không có phải tổ chức trước được nhiều. Đưa đơn hàng qua trước, có người lên kế hoạch trả trước. Và khi là đưa Phong Phú này sắp ngày là mai mốt người ta đóng, không người ta cướp đi luôn. Có gì kho vật tư người ta cũng có kế hoạch trước rồi, không nhận trước. Bao bì ở đây đóng đóng gói thùng ra đây luôn, thế rồi đi đưa lên xe kia luôn. Không biết hàng nó vẫn cứ nhận từ đối tác rồi, cái thằng này là Phong Phú nó thuê cái đơn vị khác ra công. Rồi chúng nhập vào đây để nó gom một chỗ để bởi cái đặc thù cái ngành dệt may là không phải là nó giật nó gia công tải trưởng của nó nhiều, và những thứ nó nhiều quá thì đưa cho các đối tác gia công từng công đoạn một, rồi nó nhập về là nó gom rồi tập tổng công ty rồi trực tiếp cho đối tác. Những cái hàng này là nó nhập từ đối tác gia công rồi